giá máy đo huyết áp 2024 như thế nào. Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ cập nhật lại một số cái mẫu thông dụng của hãng Myrolife, một trong những hãng lớn nhất ở Việt Nam hiện giờ. Thì nếu mà mình mua hàng chính hãng nha, mua hàng chính hãng mình sẽ được bảo hành 5 năm, dòng vấn là bảo hành 2 năm, còn máy là bảo hành 5 năm nếu hư đổi máy mới của chú anh chị nha. Rất là hay ha, hư là mình sẽ được đổi máy mới của chính hãng luôn. Đây là dòng thông dụng nhất nè, 1 triệu ha, 1.500.000. Còn những dòng tiết kiệm hơn là dưới 1 triệu và những dòng cao cấp là trên 1 triệu. Thì đây là dòng B3 Basic, cái dòng đơn giản nè. Giá niêm yết trên hãng là 1.500.000. Đó, cái dòng này thì có đầy đủ chức năng của dòng cao cấp ha. Cô chú. Rồi, mình sẽ có là đo huyết áp nè, đếm nhịp tim, bộ nhớ có ngày giờ nhớ nha. Rồi đo thông minh hai lần. Đo loạn nhịp thì Hoàng Sơn sẽ có từng video để cho cô chú anh chị mình tham khảo. Thì cái này á, mình sẽ có là cục biến điện, tức là nếu mà mình xài hết pin rồi, bà con mình ở quê á, mình có thể cắm điện trực tiếp vô xài ha, nó có đầy đủ luôn nha, là 1.500.000. Còn cái dòng tiết kiệm hơn đó là 1.250.000, giá niêm yết của hãng nè, mình vẫn là bảo hành chính hãng 5 năm hư đổi máy mới luôn đó. Thì có những cái chức năng cơ bản như là đo huyết áp nè, đếm nhịp tim nè, ngày giờ nhớ nè, rồi bộ nhớ và có kiểm tra tim đập loạn nhịp, nhưng mà sẽ không có cục adapter nha. Nếu bà con mình ở dưới quê có thể chọn dòng này để tiết kiệm tiền. Bên cạnh đó mình sẽ có hai dòng cao cấp đó, vừa phù hợp cho gia đình vào phòng khám luôn. Cái dòng này là dòng B3, dòng B3 là dòng có cảnh báo đột quỵ cô chú anh chị nha. Giá hiện tại là của hãng là 2.400.000 cô chú anh chị ha. Đó, cái dòng đời cũ của nó đó là nó giống như vậy, nhưng mà nó là 1.350.000, nhưng mà dòng đời mới mắc hơn 50.000 là chúng ta sẽ có gì hả cô chú ha. Nếu mà chúng ta mua cái dòng này là chúng ta sẽ có một cái nút chức năng cảnh báo đột quỵ của dòng đời mới là có đèn báo luôn nha. Và hồi trước là nó sẽ không có đèn báo mà là nó cái nút mờ, mà giờ đèn báo sáng luôn nếu mà bị cảnh báo đột quỵ. Rồi mình sẽ có cái vòng khuôn cứng. Cái vòng khuôn của mình ngày xưa là vòng khuôn đeo trên tay là dòng mềm, bây giờ là mình sẽ có vòng khuôn cứng luôn. Nếu mà cô chú anh chị mình mua hàng chính hãng á, mình sẽ được sử dụng cái máy rất là xịn và đảm bảo hàng chất lượng của cô chú anh chị ha. Thì mình sẽ giống như cái dòng 1.500.000 này, nhưng mà nó sẽ có chức năng cảnh báo đột quỵ và vòng khuôn cứng nha. Rồi, còn cái dòng B6, dòng này thì bác sĩ hay xài, nó là 2.850.000, nó là dòng cao cấp nhất của hãng Myrolife. Dòng này xịn nhất luôn ha, nó giống như dòng B3 đó, và nó có thêm cả chức năng cảnh báo đột quỵ và có chức năng kết nối điện thoại luôn. Thì Hoàng Sơn có video cho từng cái sản phẩm này rồi, nếu mà cô chú anh chị mình quan tâm thì có thể lên YouTube gõ cách sử dụng máy hoặc là gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn nha. Rồi nếu mà cô chú anh chị mình còn phân vân á thì có thể gọi cho Hoàng Sơn để tư vấn kỹ hơn. Những dòng từ 1 triệu trở lên này mình đã có cục adapter nha, nếu mà xài hết pin rồi mình cắm vào mình khỏi phải mua pin nữa, và thường bác sĩ hay xài là hai dòng này màu đỏ. Còn gia đình có điều kiện thì mình cũng có thể chọn một trong những dòng này. Dòng này sẽ là cảnh báo đột quỵ mà tiết kiệm hơn là 2.4 triệu, còn này là mất tiền hơn là 2.850.000. Còn hai dòng này phổ thông hen. Rồi tạm biệt cô chú, có gì thắc mắc thì gọi cho Hoàng Sơn vào số điện thoại ở bên trên. Chào tạm biệt.